Nè nè nè, nó chín rồi, nó không có nóng đâu. Sao cái hũ ớt nó đổ chưa? Nó đổ rồi. Ủa, mà bỏ bắp ít thôi mà bỏ quá trời luôn, mà bỏ bắp một cái. Ôi trời, cái gì vậy? Oh, no. Ủa, cái cậu gì đang thua vậy? Sẽ tiếp tục làm clip mới cho mấy bà xem. Nhưng mà dạo này mình làm ẩm thực hoài thì mình cũng chán, nhưng mà nó khá thú vị với mọi người. Tại vì bà V vừa phát hiện nữa. Vừa phát hiện một cái clip này siêu độc đáo luôn. Bây giờ bà V sẽ mở cho mọi người xem thử he. Đây. Trời ơi, tự nhiên cái bỏ bắp vô, rồi cái bỏ mấy viên kẹo vô, xong cái nó nổ bùm 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 bùm. Trời ơi, ra bảy sắc cầu vồng luôn, quá là xịn xò. Dạo này tự nhiên mình thích đủ màu lên mọi người, mình rất là thích bảy sắc cầu vồng. Bởi vậy mình sẽ làm clip làm theo TikTok triệu view. Làm cái clip mình có được triệu view luôn không he. Ok, thì trước khi vào cái clip này của bà V thì mọi người đừng quên là cho tôi một like với một subscribe, nhấn cái chuông màu đỏ đỏ đăng ký để mọi người để ủng hộ bà V ha. Bây giờ mình sẽ có 5 giây để mình nhấn 5, 4, 3, 2, 1. Ok la. Ok la, bây giờ mình lết vô nhà đi, mình gọi anh Đất làm nữa chứ làm mình hơi choáng. Vô. Đây ông dâm chân dài gặp mày sẵn hôm nay xong chưa? Hả? Tại vì tôi có sở thích là ăn cơm với chuối. Thì ra là vậy, ăn cơm mà không có miếng cơm nào hết luôn á nha. Thì mình ăn chuối trước, một lát mình ăn cơm sau. Thôi dễ chân nha má ơi. À mà thôi, đừng ăn chuối với ăn cơm nha. Ăn cái món này ngày nào cũng ăn miếng chứ. Rồi bây giờ mà xuống đây làm cái gì vậy? Trời ơi, hôm nay em quyết định xuống đây để thông báo với một chuyện là em sẽ làm cho anh ăn một cái món này cực kỳ độc đáo luôn. Có liên quan tới chuối không? Không. Vậy không ăn? Không có được, cái món này ngon lắm, phải ăn với em. Bắt rồi, bảy màu. Không chịu nói với bà bên nó suốt ngày cứ nhoi ôm sồm hết trơn. Rồi bây giờ lại rủ tôi làm ẩm thực TikTok quá vậy gì của bà nữa. Không biết là lành hay là dữ đây. Mà tôi nghi mỗi lần bà bên bà làm clip là chắc là quà rồi. Ông ăn uống bà bị chốt gì vậy? Ủa bà bên mới đây bà đâu mất tiêu rồi ta? Sao nghe sau lưng mình có cái gì kêu? Có cái gì bay nữa? Tưởng nhà có ma không à? Trời ơi, có ma đâu mà đi mà. Sao hôm nay làm gì mất cái xương sống cứ đứng eo hoài vậy? Tự nhiên vậy lại thích dựa vậy đó, anh thích dựa vậy nè. Thôi đi hồi gãy con đất quá, chẳng ơi. Bà đừng nói tôi là bà bị thoát dị đĩa đệm nha. Trời ơi, cái băng đó của em sẵn lấy vậy? Thì anh thấy dễ thương quá nên anh đội chơi giúp chấp cảm, đang thể hiện cảm xúc. Vậy sao? Còn bà giúp chấm hỏi là đang đặt câu hỏi. Đúng rồi, đây là những cái băng đô dành cho những cái đứa mà suốt ngày hỏi tại sao đó mọi người. À, những cái đứa mà não cá vàng đó hả? Mà giờ muốn làm được cái món này là mình phải có nguyên liệu. Nguyên liệu, tất nhiên rồi, đi kiếm cho em đi. Trời, nguyên liệu bây giờ muốn kiếm cái gì đâu? Nguyên liệu đầu tiên, tất nhiên của bắp Rainbow là phải có bắp. Có bắp đây, bắp đây. Cái gì? Cái này ở ngoài là muối ớt tôm, nhưng mà bên trong đó chính là hạt bắp. Cái này là hạt đậu xanh. Ủa sao đâu ra có bonus thêm hay vào đây? Ý, cổ láo cái da cậu đâu á bà ơi. À đây nè. Cái gì? Hên quá, có một bịch bắp rang của lão già nè. Ồ, bịch bắp rang. À, bắp rang. Ủa, bắp rang không à? Thực phẩm Sài Gòn là phù hợp với rồi, vô. Ủa, còn thiếu nữa. Thiếu cái gì? Trời, có bắp rồi, không có bơ. Ờ, giờ phải đi vô trong tủ lạnh rồi, tại vì bơ đâu có tí để ngoài được đâu. Trời ơi, biết rồi, trong tủ lạnh có bơ đây, có bơ. Thôi, hủ mày ớt. Thấy giờ, cái hủ bơ thì để đựng ớt, còn cái bịch ớt thì đựng chanh. À, vậy hả, liên quan ghê. Ê, sao cái hủ ớt nó có cộng giá? Trời ơi, mà tào lao quá, mà lo đi kiếm bơ để mà làm cho mấy bạn xem đi hết thời gian rồi. Ê, mà ghê quá anh. Cái gì? Sao có tới 2 hũ bơ lận? Ủa, có 2 hũ thì càng tốt chứ sao mà lại ghê. Nhưng mà mình đâu biết chọn hũ nào là thi, hũ nào là giả đâu. Tôi có cách lấy hết 2 hũ. Ok, la lo thì nguyên liệu cuối cùng của chúng ta là phải có cái gì mà liên quan tới 7 màu. 7 màu anh ơi. À, bà leo lên trên trời á, bà lấy cái ba cầu vồng xuống rồi bà làm. À, trời ơi, làm như tiên gì đó. Bớt đi luôn. Trời ơi, anh kiếm giùm em coi cái nào bảy màu không? Cái gì? Kiếm đi đâu? Bánh kẹo bảy màu được. Kìa. Cái gì? Trước mắt là kìa. Cái gì vậy? Đó, nguyên bánh bảy màu luôn. Trời ơi, đỉnh già. Ủa, nhưng mà đâu được anh. Trong clip người ta dùng kẹo bảy màu chứ phải bánh bảy màu. Sai rồi, kiếm kẹo bảy màu cho em. Thì tìm đi, tìm nhiều bánh kẹo lắm. Làm đi ăn kẹo. Bực bội ghê luôn mọi người. Ở đâu ra? Đây có tương ớt nè, có chuối không mà rồi. Có nước ép, lạp 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 cam rồi.
vậy? Cái gì hai trong một, mua hai tặng một vậy? Kẹo bảy màu. Đó đó. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Hello mọi người, thì hồi nãy giờ mình giỡn chút xíu thôi, chứ thật ra là hôm nay mình sẽ làm món bóp rainbow bảy màu. Bây giờ bà sẽ hướng dẫn mọi người nha. Còn ví dụ như mình làm được thì mình làm, còn mình làm không được thì mình làm luôn mọi người. Không được thì mình làm thử, thì biết được thì sao? Nhiều khi mọi người làm còn đẹp hơn bà Bê làm nữa nghe. Mà nhớ làm ngon cho anh Đức ăn với nghe. Bà không đợi nè. Chưa mở điện ở dưới nè. Có, ngồi xuống mở lên. Trong đây thì ghê đó mọi người, đừng mở. Có gì đâu mà ghê. Ngồi không à? Trời ơi. Kêu dữ vậy đó. Bây giờ mình sẽ Ủa tự nhiên mình bỏ cái nồi lên rồi mình bật công tắc gì vậy? Đúng rồi, mình phải làm cho nó nồi nó nóng. Tại vì cái bắp rang này muốn mà nó nổ là mình phải cho nhiệt độ mà kiểu bùng nổ. Bùng. Úi là trời, anh phá hoang rồi. Ok luôn mọi người ơi. Thì sau một hồi anh Đức phá banh cái nồi thì cuối cùng mình cũng đổi nồi luôn. Cái nồi kia đã vô trong bụng cửa chén rồi mọi người đó. Rồi, rồi đó mình bỏ chút xíu vô thôi để mình rang miếng bơ nghe. Rồi, ok la, sau khi bỏ vào mình sẽ bỏ một miếng bơ. Rồi đó mình bỏ bơ vô nè. Trời ơi, có cái bơ vô thế nào nó cũng thơm banh ơi cho mọi người xem. Đây. Đó, thấy xèo chưa? Mọi người phải di chuyển miếng bơ xung quanh đây để chút xíu nữa là cái bắp rang của mình là xung quanh đều là mùi bếp bơ. Đó, ok. Đó, mình quăng vô lò một bằng. Đó, cà phê nấu thử nửa chén. Ví dụ mà lỡ mà mình có fail á thì mình làm lại. Ủa sao bà bỏ vô đây nhiều quá vậy? Nhiều lắm hả? Một lát nó phồng lên, nó bự lên, nó nổi cục bự lên nữa. Rồi sao chỗ đâu mới để. Ủa vậy hả? Dạ, tại kinh nghiệm mới đầu chưa quen lắm. Rồi, tiếp theo mình sẽ bỏ tới kẹo. Mình phải nhanh tay lên mọi người, nhanh tay lên, mình bỏ kẹo vô, mình bỏ liền. Mình bỏ nhanh bánh lên luôn, trời ơi, mém nữa là nó nổ rồi. Quên, mình không có chuẩn bị. Đó, bà V sẽ bỏ cái kẹo này nha, cái kẹo này là kẹo bảy màu nè mọi người. Rồi. Bước tiếp theo cực kỳ là quan trọng và khó khăn, đó là đậy nắp lại thôi, không gì trơn mọi người. Nhưng mà cái nắp ở nhà bà V thì nó bị hở lỗ sợ xíu nó bung lên, nên mình sẽ dùng đó. Mình phải có bí quyết liền, mình có bí quyết mình bịt nó lại như vậy. Mọi người biết sao không? Sao tôi không thấy nó bung ra nổ gì hết trơn vậy? Tao phải nóng chứ anh. Đó, anh phải để nhiệt độ cao. Nãy ai để nhiệt độ xuống ngàn đây? Nè, tại máy nó tự nhảy. Đừng có tự nhảy ở đây, anh để anh bậy bạ cái anh phá banh của em ở đây. Đó, bắt đầu nghe tiếng xèo xèo mọi người. Trời, bà V mong á, đến cái lúc mà nó nở bụp chất đã lắm luôn. Lần đầu tiên bà V làm thử cái món này á, mong là sẽ thành công. Nó nổ chưa? Nó nổ rồi. Ủa kìa, nhưng mà cái nắp mở quá không thấy đường. Đây, mình mở vậy nè. Trời, đúng rồi, thì người không? Hả? Nó văng banh lôi luôn mọi người. Ủa vậy cái bắp bình thường mà mình bỏ vô nó đâu có nổ gì đâu phải không? Đúng rồi, cái bắp bình thường mà đã luộc lên là nó không có nổ gì đâu. Mình phải mua lại bắp nổ mới nổ. Ồ, lại ra vậy là bắp nổ là có thêm thuốc nổ trong đó hả? Cái gì vậy bắp nổ là bắp khô lại lên thì mình mới nổ được. Bây giờ coi bắp nổ nha. Nó nổ thấy ghê không mọi người, quá đã. Hình như tôi thấy bà sai sai gì đó, đúng là bà phải bỏ kẹo trước cho nó chảy ra màu rồi bà hay bỏ bắp chứ. Thì em làm y chang ta chỉ thôi. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi, đó là mình mở cái lỗ này ra để xem có cái cục nào mà nó văng lên cái bảng mặt mình không mọi người. Ủa còn bây giờ nhiệt độ mà để mạnh luôn hay là để nhẹ lại? Không, phải để mạnh như vậy nó mới nóng. Được. Yeah. Ủa nó bụng nó nổ. Ê coi cục bắp hay quá. Trời ơi cái cục bắp rớt này mà cũng sợ, đứng đi coi. Đây nè. Nó chín rồi, nó không có nóng đâu. Đó, ăn được luôn à. Đứng đi coi. Rồi rồi. Nó văng nó nổ không vậy? Không, trời ơi, dễ gì. Xác suất mà nó văng khỏi cái lỗ này là 1/1000000 à. Trời. Mới nói xong thêm cục nữa. Ôi là trời mọi người ơi, tôi đã thất bại. Tôi thấy bà giống như là có duyên làm ẩm thực mà bị fail đó. Chứ còn bà làm ẩm thực mà ngon thì tôi thấy không có rồi đó. Trời ơi, bữa ăn đồ ăn ngon, buông tay giờ hả, tính lật lọng hay gì? Trời, hôm nay lỡ fail xíu thôi mọi người. Tại biết sao bà Vê để lửa lớn quá. Để lửa lớn quá mà hình như là cái tầng đáy nó bị khét hết trơn rồi đó Vê. Thật ra thì nó vẫn có màu sắc nha mọi người. Ở đây là nó có màu đỏ nè. Rồi, đó, bây giờ cục nào có màu lấy ra đi cho coi được bao nhiêu cục. Ok, có màu lấy ra nha mọi người đó. Bà Vê luôn. Yeah. Cục này cũng tôi thấy cũng được có chút xíu màu đỏ trên đây nè. Lan đều màu ra mà sao mình làm không được ta? Thì tôi nói rồi đó, hình như là người ta sẽ bỏ kẹo vô trước cho nó chảy màu ra, sau đó mới bỏ bắp vô. Mà bỏ bắp ít thôi mà bỏ quá trời luôn, mà bỏ bắp một cái. Trời, cái gì vậy? Oh, no. Ủa?
Cái cậu gì đang khui vậy? Rồi xong luôn anh ơi. Từ nay. Cái gì ghê vậy? Con ai mình sợ rồi mọi người ơi, nó dám ăn cái món kinh dị quá vậy. Cái này gọi là bắp rang ha. Cái này gọi là bắp nướng. Bắp nướng. Gọi là bắp khét cho mọi người đó, rất là đen thùi lùi đó. Mọi người đó. Có màu xanh lá cây đây. Đó. Luôn, có nghĩa là chị V làm nguyên một đòi luôn mà thấy được có một cục à. cái gì cái này gọi là bắp bảy màu của bà đó bà. Ơi, bảy màu đó, anh bảy màu trộn lại màu đen anh không thấy hả? Chị, cái gì đây cứu biết liền đi. Không biết gì hết trơn á, anh bảy màu trộn lại màu đen. Mơ nó cười bà kìa. Thôi đừng cười, bố không cho ăn nó bây giờ. Nói chung là bà V khá là fail ly, này không phải là khá nữa mà rất là fail luôn. Ê, ơi, ấy đừng có bể ra, để nó nguyên con đi. Ghê quá à, kiểu này sao ăn uống gì nữa trời. Gỏi này nữa nè. Này nó chưa nổ hết nữa tại bà đổ nhiều quá. Chán cười ghê luôn á. Vậy mà nãy nói ơi, bà V làm trước nữa bạch trời, bà gan quá. Tôi nghe lão gia nói là làm một muỗng canh thôi bà dám chơi nữa bạch luôn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không mấy bà làm lại cho các bạn xem cho nó đàng hoàng đi. Mình hồi nãy còn một bịch kẹo mà. Yeah. Được, làm cho thành công nó mới hay chứ còn làm fail gì nói chi. Thôi vậy lần này mình sẽ làm theo kiểu chút chút nhưng mà nó an toàn. Đúng rồi, làm lại đàng hoàng nghe, đợi okay. Xíu. Thì bây giờ mình sẽ thử làm lại nha mọi người. Đầu tiên bà V sẽ không bỏ dầu nữa mà bà V thử làm theo cách của anh kia là bỏ bơ vô thôi. Trời ơi cái cục bơ của tôi. Anh ơi kéo xuống như bè. Mong là sẽ thành công mọi người ơi. Tiếp theo mình sẽ bỏ kẹo vô cho nó tan chảy ra. Không là mình mới bỏ bắp vô nha mọi người. Bây giờ bà V còn có đúng một bịch kẹo mini nè. Nên mình sẽ làm một chút bắp thôi để xem thử có thành công không. Đó bây giờ mình quậy. Mình quậy cái kẹo bảy màu này. Bây giờ kẹo nó tan chảy rồi, thấy có màu rồi đó Bi. Đó, có một tí xíu màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương, màu xanh lá. Bây giờ mình thử bỏ bắp vô nha, coi nó có dính hồng nha mọi người. Đó, đợt này mình bỏ chút chút thôi. Rồi, mình bỏ như đây để xem bắp nó có nổ ra không cả. Trời ơi, nó bắt đầu bung rồi mọi người, nó bắt đầu bung rồi. Bà Bi đóng lại nha. Đó. Chà, có vẻ lần này thành công nghe. Hơi xui nha, lúc mà bắp nó bung ra như thế này nó vẫn là màu trắng nha mọi người. Nhưng mà nó rớt xuống dưới có cái nước màu ở dưới nó thấm vô. Ok la, bây giờ bà V mở nắp ra nghe. Rồi xong luôn, không thấy màu vậy. Vậy? Trời ơi, nó chưa nổ hết, anh kia mở nắp ra này. Ủa, mà sao không thấy màu gì hết trơn vậy? Không thấy màu chút nào mọi người, đây, vậy là cái tết tóc chèo gieo nó dụ mình rồi. Trời ơi, thì ra tết tóc chịu gieo này rồi, tôi mất niềm tin quá rồi. Đúng theo ly luôn, tại vì mọi người biết sao không? Cái viên kẹo đó là nó làm từ đường. Nên khi mà bỏ vô mà mình không trộn đều á, thì nó sẽ bị cháy, nó bị khét. Rồi nó sẽ dính vô mấy cái hạt bắp mình cháy khét đen gì luôn nè. Đó, thì ra cái đường nó làm cho cái bắp nó đen, nó dính nùi đấy nha. Đúng rồi, nùi luôn. Nên hả bà V nghĩ á là người ta hả nướng bắp riêng xong người ta trộn màu vô, người ta dùng mình chắc vậy rồi. Yeah. Ăn luôn mọi người ơi, coi như cái ngày mà bắp rang mơ bảy màu đã quá là phiêu ly thôi. Tạm biệt mọi người nha. Mọi người ơi nhớ là nếu thích clip này mọi người phải thích nha mọi người, tại vì mặc dù làm fail ly mà bà V đã rút ra được một kinh nghiệm. Đúng rồi, xương máu nha mọi người luôn. Mọi người không phải ở nhà mà bắt chước bà V làm hay bắp bảy màu, tại vì làm bắp bảy màu là không có thành công, không có được, không bao giờ thành công được đâu. Ok luôn, vậy bây giờ mình sẽ bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người clip tiếp theo bà V sẽ tiếp tục làm thực hiện những cái thử thách TikTok luôn.